Từ mái lá tranh tre trong bốn bể khó khăn gian khổ, mái trường trung học phổ thông Đức Thọ đã nuôi dưỡng biết bao tâm hồn các thế hệ học sinh. Ngôi nhà thứ hai của chúng tôi được đóng tại xã Đức Làng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đầy nắng và gió, với bề dày lịch sử gần 60 năm hình thành và phát triển. Mái trường ấy đã viết nên nhiều trang sử vẻ vang của sự nghiệp trồng người. Ngôi trường thân thương ấy giờ đây đã khang trang hơn rất nhiều, được khoác lên màu áo của cỏ cây, hoa lá, tạo nên khung cảnh xao xuyến lòng người. Chính tại ngôi trường hạnh phúc ấy, có một người giáo viên luôn tận tâm với nghề, đồng hành dìu dắt từng thế hệ học sinh. Người mà không chỉ riêng chúng tôi, ai ai cũng yêu quý, đó là cô giáo dạy địa lý của chúng tôi, cô Đinh Thị Sen, tổ trưởng tổ sử địa giáo dục kinh tế và pháp luật, thể dục và quốc phòng. Ở việc nước, đảm việc nhà, tận tình, tâm huyết và năng lượng, ở cô có cái nét mộc mạc và giản dị, nó đã ăn sâu vào từng cử chỉ, lời nói, tạo nên sự gần gũi thân thiện vô cùng. Hình ảnh cô ăn mặc giản dị, làm những công việc hàng ngày như cắt cỏ, chăn bò, đã quá thân thuộc với các thầy cô cùng các bạn học sinh trong trường. Dẫu cho công việc hàng ngày cực nhọc thật đấy, nhưng cô chẳng một lời than vãn, nụ cười tươi tắn vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt cô, mặc cho bản thân đã đầm đìa mồ hôi từ bao giờ. Dù cho cuộc sống bồn bề, nhưng cô luôn lên lớp đúng giờ, nếu không muốn nói là sớm. Cô quý trọng từng giây phút để làm sao truyền đạt cho học sinh mình nhiều kiến thức nhất có thể, bởi nhiệt huyết của một người giáo viên trong cô cháy bỏng vô cùng. Sự tâm huyết, cái lòng yêu nghề ấy được thể hiện rõ qua từng tiết học, những lời giảng hăng say. Cô chẳng sợ mệt, cô chỉ sợ chúng tôi chẳng hiểu bài mà thôi. Cô chú trọng vào từng bài giảng, cách thức giảng dạy sao cho chúng tôi có một buổi học chất lượng và hữu ích. Từng lời giảng đều gửi gắm vô vàn tâm tư và nguyện vọng của bản thân. Quả thực, người thầy cô giỏi nhất là người truyền đạt kiến thức từ con tim chứ không phải từ sách vở. Tình cảm sâu rộng, sự quan tâm vô bờ của cô dành cho lớp chúng tôi là không phải bàn cãi. Không thể phủ nhận, bóng dáng nhỏ bé ấy đi từng bàn tận tâm, tận tình chỉ dạy cho từng người một. Cô như ngọn nến từ thiêu cháy chỉ mình để soi sáng tương lai cho những học trò bé nhỏ. Mỗi tiết học là một lần chúng tôi được mở mang tầm mắt của bản thân. Nhưng nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò đã không ít lần chúng khiến cho thầy cô phải buồn lòng. Đôi khi vì ham vui mà làm việc riêng trong giờ, thậm chí là chơi game, và tất cả điều ấy đều bị cô bắt được. Phải chăng cô có khả năng kỳ diệu gì đó? Mỗi lần như thế, cô tức giận thật đấy, nhưng cũng chỉ dừng lại ở lời nhắc nhở, bởi cái sự bao dung và yêu thương học trò của cô không cho phép cô phản nàn học sinh của mình. Đúng là tuổi học trò đôi lúc thiếu suy nghĩ, làm cô phải buồn lòng, đôi khi còn trả treo lại cô nữa cơ đấy. Nhưng rồi tất cả những hành động ấy đều phải trả giá bởi sự áy náy vì người cô giáo thân yêu xứng đáng nhận được những điều vui vẻ tốt đẹp. Dù mệt mỏi, bận bịu là thế, nhưng sau mỗi giờ học, cô đều sẵn sàng bỏ thời gian của bản thân ra để kèm những bạn có học lực kém hơn. Cô không chê trách các bạn một chút nào, cô luôn quan tâm, chỉ bảo nhẹ nhàng để các bạn có thể thoải mái tiếp thu bài học một cách hiệu quả nhất. Cô không chỉ là giáo viên, mà là người thân của lớp chúng tôi, dìu dắt chúng tôi từng bước một. Bởi sau cùng, chúng tôi hiểu được tình yêu mà cô dành cho chúng tôi nói riêng và các thế hệ học sinh nói chung. Cùng sự tâm huyết với sự nghiệp trồng người cao cả của cô, chúng tôi đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều thành tích, thành quả đầu đời. Nhờ có cô mà lớp đã có những bạn đạt danh hiệu học sinh giỏi tỉnh, được khen thưởng trong các hoạt động của trường. Nữa, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô giáo Đinh Thị Sen, người phụ nữ tuyệt vời nhất của chúng em.